Tiểu thuyết Giọt ba con người quan lạc Tác giả Nikos Kazansaki Người dịch Dương Tường Người đọc Trân Châu Chương 16 Vừa trong thấy bãi thang bồn Tôi dựng phát lại Trong lều của ánh sáng Chặt giọt ba đã về Tôi sung sướng nghĩ thầm Tôi cảm thấy muốn chạy nhanh tới Nhưng tự kiềm chế lại Mình phải giấu nỗi vui mừng Tôi nghĩ thầm Mình phải ràm ra vẻ bực tức Và mắng phủ đầu lão mình phái lão đến đó lo công chuyện khẩn cấp mà lão dung phí hết tiền bao một á làm thuê ở tủ điếm nào đó và bây giờ trở về trễ mất 12 ngày mình phải làm như đang lôi định thịnh nổ mình phải tế tôi bước chậm lại để có thì giờ hâm nóng máu lên tôi sang hết sức tỏ ra giận dữ cao mài nắm tay lại làm mọi điều một người nổi khùng thường làm nhưng vô hiệu trai lại càng đến gần tôi càng thấy vui sướng Tôi len lén tới bên lều và nhìn qua khung cửa sổ nhỏ có ánh lửa. Giọt ba quỳ gối bên cái lớp lò nhỏ xíu, lão vừa nhóm và đang pha cà phê. Tiêu xe lại, tôi kêu lên, giọt ba. Thoát cái, cánh cửa mở tung và giọt ba, chân không lao ra. Lão dương cổ cò nhìn vào bóng tối, hay tôi. Lão giang tay ra định ôm, xong lại đứng và buông thỏng xuống hai bên sườn. Tôi lấy làm mừng được gặp lại sếp, Lão ngập ngừng nói, đứng sững đối diện tôi, mặt chảy dài ra, tôi cố lấy giọng giận dữ. Tôi lấy làm bừng thấy bác cất công trở lại. Tôi mỉa, đừng có lại gần, bác sực mùi xào phòng thơm. Ôi, gia xếp biết tôi đã kỳ cỏ như thế nào, lão nói. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ trước khi về gặp xếp. Tôi đã cạo miết lớp da chết tiệt của tôi đến rất toát từng mảng để xếp à. Tôi đã lấy đá kỳ, kỳ suốt cái tiếng đồng hồ. Nhưng cái mùi quay quỷ ấy, dù sao đi nữa, có sao đâu sớm muộn rồi nó cũng bay hết thôi. Đây đâu phải là lần thứ nhất, thê tất nó phải hết thôi. Tập vào trong đi, tôi nói, sức cười phá lên. Chúng tôi vào liều sực nước, nước qua, phấn xà phòng và đàn bà. Lại chúa những cái củ nợ gì kia. Tôi hỏi, ta chỉ vào một cái hòm đầy những túi sách, xà phòng thơm, bít tất, và một cái dù nhỏ màu đỏ, và hai lọ nước hoa nhỏ xíu. Quà, giọt ba lý nhí, đầu cuối gầm. Quà ư, Tôi nói cố lấy giọng giận dữ, qua hứ. Xếp à, quà tặng Bubulina thân mến, xin đừng cáo xếp, sắp đến lễ phục sinh, xếp biết đấy, mũ cũng là người. Một lần nữa tôi lại nín cười được, bà không mang về cho bà ta cái quan trọng nhất. Tôi nói, cái gì, giọng qua tân hôn chứ còn gì nữa, cái gì, xếp định nói gì tôi không hiểu. Tôi bàn kể cho lão nghe tôi đã bịa chuyện như thế nào để phỉnh một ngư nữ già, tương tư, rồi qua gái đầu một giây ngẫm nghĩ rồi nói, đúng ra sếp không nên làm những trò như vậy sếp à. Nói thế sếp đừng chấp, kiểu đồ ấy sếp lá gì là là đàn bà là giống yếu đuối mỏng manh. Tôi còn phải nói với sếp bao nhiêu lần nữa, họ giống như những cái bình sứ, phải hết sức nương nhẹ họ sếp à. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi cũng hối tiếc, xong đó quá muộn. Tôi láng sang chuyện khác, thê còn dây cáp, tôi hỏi, và các dụng cụ nữa, tôi đã mang về đủ mọi thứ, sếp đừng có rối lên. Người ta nói được cái nọ thì phải mất cái kia. Đằng này, hệ thống vận chuyển bằng cáp, Lola, Bubulina, tất cả đều nắm chắc trong tay. Lão nhất Preki, khỏi bếp, rớt đầy tách tôi, đưa cho tôi mấy cái xung Lão mang theo về và mấy cái hanva mật ong mà lão biết tôi rất thích. Tôi mang về làm quà cho sếp một hộp hanva lớn. Lão triều mến đó, tôi đâu có quên sếp, sếp thấy đấy. Này, tôi mang về một túi lạc cho con vẹt nữa, tôi không quên ai hết. Xem biết đấy, đầu óc tôi qua tải. Giọt ba vừa nhắm nháp cà phê, hút thuốc, vừa nhìn tôi, cặp mắt lão thôi miên tôi như mắt rắn. Bạn đã giải được cái bài toán vẫn dày dò bác chưa hở lão con đồ già. Tôi hỏi giọng dịu dàng hơn, bài toán nào, Về chuyện đàn bà có phải là một con người hay không ấy? Ôi, cái đó giải quyết xong rồi. Giọt ba dung tay đáp, đàn bà cũng là người, một con người như chúng ta, có điều là sâu hơn thôi cứ thấy túi tiền của ta là họ tối mắt lại, họ bấm riết lấy ta, tự bỏ cái tự do và lấy làm sung sướng mà khước từ tự do. Bởi vì trong đầu họ túi tiền cứ lấp la lấp lánh. Nhưng chẳng bao lâu họ, chà thấy kệ mọi chuyện đó xem, lão đứng dậy ném mẫu thuốc lá ra ngoài cửa sổ. Bây giờ nói chuyện đàn ông với nhau, lão nói tiếp, sắp đến tuần lễ thánh, chúng ta đã có dây cáp, đã tới lúc chúng ta lên tu viện để thúc mấy cha béo ỷ như lợn kia ký các giấy tờ về giữa thầu rừng cho xong đi. Trước khi họ thấy đường dây và quýnh lên, sếp hiểu ý tôi chứ. Thời gian biện biệt trôi sếp à, ta cứ nhu nhược thế thì chẳng đi đến đâu, ta phải làm tới, phải bắt đầu hút bạc về, phải chất hàng lên tàu để bù lại những khoản ta đã chi. Chuyến đi càng già tôn kha của đây, sếp hay đây, ma quỷ, Lão dừng lại, tôi ái ngại cho lão. Lão giống như một đứa trẻ đã làm một điều ngu xuẩn và không biết làm thế nào để sửa sai. Đành chỉ rung lên cầm cập. Sâu hổ cho mi Tôi tự mắng, sao mi nở để một linh hồn như thế rung lên vì sợ hãi. mi kiếm đâu ra một giọt ba khác. Nào, lấy bọt biển mà xoa tắt đi. Giọt ba tôi kêu lên. Để mặt ma quỷ, ta không cần nó nữa Việc gì đã rồi thì là đã rồi. Quên đó đi. Lấy cái xăng tôi đi xuống. Lão lại gian tay như muốn ôm tôi, xong lại từ từ khép lại, vẫn ngần ngại. Lão nhảy một bước tới bên vấp, kiển chân lấy cái Santori tôi đi xuống, thì lão trở lại với ánh đèn. tôi thay tóc lão đen nhánh như hát ính. Chà, đồ chó già, tôi kêu toán lên, bắt làm cái trò gì với bộ tóc bắt thế? Làm cái trò nó ấy đâu lâu vậy? Sao qua phì cười, tôi nhộm đấy xếp à. Đừng cuốn lên, tôi nhộm vì nó không đem lại may mắn cho tôi. Vì sao, ôi lại chúa, vì sĩ diện hảo, một hôm tôi khoác tay Lola đi chơi, thậm chí không phải khoác, đây, như thế này này, chỉ chạm hờ đầu ngón tay thôi. Thế rồi bỗng một thằng nhóc trời đánh không lớn hơn bàn tay thôi. Chạy theo chúng tôi và rầm lên, ô, oh, lão khổm, thằng con nhà đĩ bộm ấy hét, lão mẹ mình bắt trẻ con kìa, lão đem con nhỏ đi đâu vậy? Lola sâu hổ quá, chặt sếp cũng có thể hình dung ra, và tôi cũng thế, cho nên ngay đêm ấy, tôi bến hiệu thợ cạo, và nhốm đen mái tóc đi cho rồi. Tôi bật cười, giọt ba nghiêm trang nhìn tôi. Sẽ thấy điều đó là hài hước phải không sếp? Được, tuy nhiên hãy khoan đã. xem ta thấy con người là một giống vật kỳ lạ biết bao. Từ hôm nhuộm tóc, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Cứ như thể tóc tôi đen thật vậy, chính bản thân tôi cũng bắt đầu tin là thế. Con người ta dễ dàng quên những gì cái gì không phù hợp với mình sếp là gì. Và tôi thấy là tôi thấy khỏe ra. Lola cũng nhận thấy thế. Sếp có nhớ hồi nọ ở đây tôi thường mắc chứng đau lưng không? Ấy thế mà khỏi dẫn rồi đó. Từ bữa ấy đến nay không thấy đau nữa. Cố nhiên là sếp xả tin. Sách vở của sếp có nói những điều như thế bao giờ đâu. Lão cười dĩu rồi lại hôi hận. Sếp bỏ qua cho. Cuốn sách duy nhất tôi được đọc trong đời là Simbad nhà hàng hải. Và tất cả những gì hay ho mà nó mang lại cho tôi. Lão từ từ và âu yếm lấy cây Santuri ra khỏi bao. Ta ra ngoài đi. Lão nói, Giữa bốn bức vách cái Santori bị gò bó không thoải mái, nó vô quan giả và cần không gian thoáng đẳng. Chúng tôi ra ngoài, sao lấp lánh, giải ngân hà trôi từ bên này sang bên kia dầm trời. Biển suối bọt, chúng tôi ngồi trên sỏi và sông biển liếm chân chúng tôi. Khi không quẩn, ta phải vui chơi xả láng. Giọt ba nói, sao? Tưởng ta bỏ cuộc ngươi, nào lại đây Santori. Một ca khúc Macedonia quê hương của bác đi. Giọt ba, tôi đề nghị, một ca khúc Red quê hương của sếp. Giọt ba nói, tôi sẽ hát xếp nghe một bài tôi học được từ căn cha. Nó đã làm thay đổi đời tôi. Lão ngâm ngợi một lúc. Không, thực ra nó không thay đổi được gì. Lão nói, có điều là bây giờ tôi biết là mình đúng. Lão đặt những ngón tay chuối mắng lên cây đàn và dương cổ ra. Lão ta hát bằng một giọng mang dại thô ráp và đau đớn. Khi chi đã quyết, hãy tiến lên, đừng nao núng. Gục lại đằng sau nào có ích gì. Hãy để xuất xương tự do ngự trị tuổi trẻ không trở lại, hãy tao bạo và đừng hối tiếc chi. Những lo âu của chúng tôi bị xua tan, những huyền muộn giật giảnh biến mất. Tâm hồn dương tới tầm cao tột đỉnh, lô la, thang bùng, đường giấy cáp, dính cũ những băn khoăn lớn nhỏ, tất cả đều biến thành làng khói xanh nhạt nhòa đi trong không trung và chỉ còn lại một con chim thép là tâm hồn người cá. Tôi tặng cho bác tất cả giọt ba, tôi kêu lên khi bài ca đầy tự hào kết thúc tất cả những gì bác đã làm. Người đàn bà nó mới tóc nhớm, số tiền bác đã tiêu xài, tất cả những cái đó là của bác. Bác cứ hát tiếp đi, lão lại dương cổ cò, can đảm lên, dù thế nào cũng hãy cả gan. Nếu không bại thì tất là phải thắng. Một số công nhân ngủ ở gần mỏ nghe thấy tiếng hát. Họ trở dậy, len lén mò xuống và ngồi sống quanh chúng tôi. Họ lắng nghe những bài hát ưa thích của mình và thấy ngứa ngáy chân tay cuối cùng không tự kiềm chế được nữa họ hiện ra từ trong bóng tối mình trần tóc bù rối quần rỗng thùng thình họ quay thành một vòng tròn quanh sọc cùng cây đàn santuri và bắt đầu nhảy múa trên bãi biển đầy sói. lòng rạo rực thứ im lặng ngắm nhìn họ đây chính là giữa quản đích thực mà mình tìm kiếm tôi nghĩ thầm mình không cần gì hơn nữa hôm sau trước khi trời rạng các đường hầm trong mỏ đã vang tiếng sọc ba la hét và tiếng cuộc chí chát thở thuyền làm việc như điên, chỉ có sọt ba mới có thể lôi cuốn được họ như vậy. Với lão, công việc trở thành rượu gian, đàn bà và ca hát làm đám thở say xưa. Trong tay lão, đất sống động lên, đá, gỗ thang và công nhân bắt theo nhịp điệu của lão. Khắp các đường hầm, một thứ chiến tranh được tuyên bố trong ánh sáng trắng của đèn đất và trên hàng đầu là sọt ba đánh giáp la cà. Lão đặt tên cho từng đường hầm, và từng vỉa lão cho những lực vô hình một gương mặt và sau đó chúng khó mà thoát khỏi tay lão. Khi mà tôi đã biết đó là đường hầm Canavaro, lão thường nói vậy về đường hầm đầu tiên được lão đặt tên thì nó có trốn đằng trời với tôi. Tôi biết tên nó, ăn nó chả dám chơi khăm tôi, cũng như các đường hầm mẹ nhất, chân dòng kiền hoặc đáy tổ tồ Tôi biết tuốt tuột cam đoan với sếp thế, thuộc từ tên một. Hôm ấy tôi lén vào đường hầm không để cho lão thấy. Nào dấn lên, năng nổ lên một chút, lão họ công nhân như lão vẫn làm thế khi phân chấn. Dấn lên, chúng ta sẽ chen sạch cả trái núi. Chúng ta là những trang nam nhi, phải không nào? Là những kẻ không thể xem nhẹ được. Ngay cả thượng đây thay chúng ta cũng phải run sợ. Các bạn là dân Crete và tôi một người Macedonia. Chúng ta sẽ thắng trái núi này. Muốn đánh bại chúng ta phải có hơn một trái núi. Chúng ta đã đánh bại bọn thổ, phải không nào? Vậy thì một trai nuôi còn con như thế này ăn thua gì? Nào, tiến lên! Có người chạy tới chỗ giọt ba. Trong ánh đèn đất, tôi nhận ra khuôn mặt gầy của Mimiko. Giọt ba, gã nói bằng cái giọng lầm bầm. Giọt ba quay lại và chỉ nhìn thoang một cái là hiểu ngay ra chuyện gì. Lão dơ bàn tay hộ pháp lên. Xèo lão quá, cột ngài khỏi đây. Bà ấy nhờ tôi đến, gã ngay lấp bắp. Chốt ngài, tại là bảo kìa, bọn ta đang bận việc. Mimiko dắt chân lên cổ chạy thật nhanh, rồi bà cao tuyết nhổ bỏ. Ban ngày dành để làm việc, lão nói, ban ngày là đàn ông, ban đêm dành để hưởng lạc, ban đêm là đàn bà, không được lẫn lộn. Vừa lúc ấy tôi tiến đến, 12 giờ trưa, tôi nói, đã đến lúc nghỉ việc thì dùng bữa. Giọt bà quay lại trông thấy tôi và cao mặt, xin sếp để mặt chúng tôi, sếp đi dùng bữa trưa đi, đừng có chờ bọn tôi. Xin nhớ là bọn tôi đã mất 12 ngày, giờ phải làm bù lại, chúc sếp ăn ngon miệng. Tôi ra khỏi đường hầm và đi về phía biển. Tôi dở cuốn sách mang theo. Tôi đói, nhưng tôi quên hẳn cái đói. Suy tưởng cũng là một cái mỏ. Vậy hãy tiến lên, tôi tự nhủ. Và tôi lao vào những đường hầm lớn của trí não. Một cuốn sách làm ta sao xuyến. Nó mô tả những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Tây Tạng. Những ngôi chùa bí ẩn, những nhà sư lặng lẽ trong áo cà sa màu vàng nghệ, tập trung ý lực và bắt thinh không phải mang mọi dáng hình mà họ muốn những đỉnh núi cao không trung đầy hồng ma tiếng lì rầm nhân thế không bao giờ lên tới được tầng cao ấy đại thiền sư khổ hạnh của đêm dẫn chúng đệ tử những thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi lên một con hồ nước đóng băng ở trên núi họ cởi quần áo đập vỡ băng nhúng quần áo vào trong nước quá lạnh lại mặc vào người lấy thân nhiệt làm cho khô rồi lại nhúng xuống nước và hông khô trên thân mình cứ thế liên tiếp bảy lần rồi trở về chùa làm lễ buổi sáng. Họ leo lên một đỉnh núi cao năm sáu nghìn mét, ngồi im thở sâu và đều đặn. Họ để mình trần nhưng không hề cảm thấy lạnh. Họ cầm một cốc nước đóng băng, nhìn vào đó, tập trung toàn bộ nội lực vào đó, làm cho nước sôi, rồi lấy nước đó pha trà. Đại thiền sư cổ hạnh tập hợp các đệ tử qua mình, bật hạnh cho kẻ nào không có trong mình nguồn hạnh phúc bất hạnh cho kẻ nào muốn làm vừa lòng người khác bất hạnh cho kẻ nào không cảm thấy kiếp này và kiếp sau chỉ là một đêm đã xuống tôi không còn nhìn rõ để đọc tiếp gặp sách lại và nhìn ra biển mình phải tự giải phóng khỏi tất cả những bóng ma này mới được tôi nghĩ thầm những đức phật những thượng đế những tổ quốc những ý tưởng bất hạnh cho kẻ nào không đủ sức tự giải phóng khỏi những đức phật những thượng đế những tổ quốc và những ý tưởng biển bỗng chuyển màu đen trăng non mau chóng lặn trong những khu vườn đằng xa, chó hú buồn bã và cả khe suối hú vọng lại. Giọt ba hiện ra lâm lem, áo sơ mi tơi tả, lão ngồi xuống cạnh tôi. Hôm nay tình hình rất tốt, làm được bao nhiêu việc, lão sung sướng nói. Tôi nghe những lời của giọt ba mà không hiểu ra sao, tâm trí tôi còn ở tận đâu đâu, trên những truyền dốc nguy hiểm. Sự nghĩ gì vậy, lão hỏi, tâm trí thép đang chơi dơ ngoài biển chăng? Tôi định thần lại, quay nhìn giọt ba và lắc đầu. Giọt ba, tôi nói bác tưởng mình là một sim bác nhà hàng hải cừ khôi và bác quên quang vì đã chu du thiên hạ nhưng bác chẳng thấy được gì chẳng thấy gì hết hoàn toàn không thấy gì tội nghiệp bác. đồ ngốc à tôi cũng vậy xin bác lưu ý thế giới rộng còn hơn ta tưởng nhiều chúng ta đi du lịch qua bao nước và bao biển vậy mà có khác nào chúng ta chưa thò mũi ra khỏi cửa nhà dược qua biểu môi không nói gì lão chỉ gừ gừ như con chó trung thành bị chủ đánh trên thế giới có những trái núi đồ sổ mênh mông, đầy những tu viện tôi nói. Và trong những ngôi chùa ấy có những nhà sư mặc áo cà sa, màu vàng nghệ. Họ cứ ngồi xếp bằng một tháng, hai tháng, sáu tháng. Chỉ nghĩ đọc một điều, duy nhất một điều mà thôi. Đọc một điều thôi, bác nghe rõ chứ. Một thôi không hai, họ không nghĩ về đàn bà và thang bụng, hay về sách và thang bụng như chúng ta. Họ tập trung tâm trí vào mỗi một điều, trước sau dẫn một điều và họ làm đến phép lạ Bác đã bao giờ thấy điều gì xảy ra khi bác dơ một cái thấu kính ra ngoài nắng và hội tụ tất cả tia nắng vào được một điểm chưa, giọt ba? Cái điểm ấy chẳng mấy chốc là bốc lửa phải không nào? Tại sao? Vì năng lượng mặt trời không bị phân tán mà tập trung vào đọc một điểm đó. Đối với tâm trí con người cũng vậy. Bác sẽ làm nên phép lạ nếu bác tập trung tâm trí vào một điều, và chỉ một điều thôi. Hiểu không, giọt ba? Giọt ba thở nặng nhọc trong giây lát, lão lúc lắc người như muốn dùng chạy xong len lại được. Nói tiếp đi, lão lào bào giống tắt nghẹn. Rồi lão bật phát nghe vậy. Im đi, im đi lão quá. Tại sao sếp lại nói với tôi điều đó hả sếp? Tại sao sếp lại đầu độc tâm trí tôi? Tôi đang yên lành ở đây, sao sếp lại làm tôi xáo đảo cả lên? Tôi đói và thượng đế hay ma quỷ, cả hai đều mắm sốt. Trời đánh tôi nếu tôi phân biệt được ném cho tôi khúc xương và tôi gặm. Tôi vừa giấy lưu vừa kêu, cảm ơn, cảm ơn. Và bây giờ, lão dậm chân quay lưng, làm một động tác như định đi về lều. Nhưng vẫn còn sôi máu, lão dừng lại. hử cái khúc xương lão ném cho tôi mới hay hớm chứ. Cái lão thượng đế ác quỷ ấy, lão gầm lên một mũ hát quán về già, bần thần, một con thuyền nát không bỏ thả xuống nước. Lão dơ một nắm sỏi, ném xuống biển. Nhưng y là ai? Kẻ ném những khúc xương ấy cho tôi là ai hử? Lão đợi một lát, rồi khi cảm thấy tôi không muốn trả lời, hảo đâm tức, sếp không thể nói điều gì sao sếp. Lão kêu lên, nếu sếp biết thì hãy nói cho tôi nghe, để tôi biết tên y. Sau đó sếp khỏi lo, tôi sẽ săn sóc y chu đáo. Nhưng nếu chỉ hú quả như thế này, thì tôi nên đi ngã nào bây giờ, tôi sẽ gặp tai quả mất. Tôi đang đói đây, tôi nói, đi kiếm chút gì ăn đã, dĩ thực di tiên. Ta không thể nhịn ăn một buổi tối sao sếp, tôi có một ông chú đi tu. Những ngày thường ông ấy chỉ dùng muối và nước lã. Chủ nhật và ngày lễ, ông ấy thêm vào chút cám. Ông ấy đã sống được 120 tuổi. Ông ta đã sống lên 120 tuổi vì ông có đức tin giọt ba. Ông đã tìm được thượng đế của mình và rú sạch lo phiền. Còn chúng ta thì chẳng có thượng đế nào để nuôi dưỡng chúng ta giọt ba. Cho nên xin bác hãy nhóm lửa lên. Ta làm mấy con cá này. Nấu một món súp đặc nóng sốt, thật nhiều hành và hạt tiêu, cái món mà chúng ta vẫn thích ấy. Rồi ta sẽ liệu sao? liệu cái gì giọt ba điên tiết hỏi đây bụng một cái là lấp mề quên tiết như điều đó luôn đừng thế đó chính là tác dụng thực sự của đồ ăn giọt ba vậy bây giờ ba khai đi nấu một nồi súp cá thật ngon cho đầu chúng ta khỏi nổ tung ra nhưng giọt ba không nhúc nhích lão dưng đứng nguyên chỗ cũ nhìn tôi sếp này tôi muốn nói với sếp một điều tôi biết sếp định làm gì rồi vừa khi sếp nói tôi chợt ngừng ngỡ tôi thấy điều đó lé lên trong một ánh chớp Tôi định làm gì sọt ba? Tôi thắc mắc hỏi. Sếp định xây tu diễn chứ còn gì nữa. Thay vì các tu sĩ, sếp sẽ nhốt vào đó một số ngày cạo giấy như bản thân sếp tôn kính. Và họ sẽ giết ngày giết đêm. Rồi thì giống như các vị thánh trong tranh cố, Miễn các ngài sẽ tuôn ra những băng in chữ. Tôi đoan có trung không nào. Tôi buồn bã cúi đầu. Những ước mơ xưa hồi tôi còn trẻ những đôi cánh mênh mông đã trụi hết lông những xung động hồn nhiên cao quý quảng đại xây dựng một cộng đồng trí thức dở lì trong đó mười mười hai người bản thân nhạc sĩ thi sĩ họa sĩ làm việc suốt ngày chỉ gặp nhau ban đêm ăn uống đàn hát đọc sách cùng nhau bàn luận những vấn đề lớn của nhân loại đập tan những giải đáp cổ truyền tôi đã dự thảo xong nội quy của cộng đồng thậm chí đã tìm được chỗ làm trụ sở ở một quán đèo trên muối Hibertus dùng thánh trôn lạm nhân. Tôi đã đoán Kha Trung, giọt bà thích thú nói khi thấy tôi nín lặng. Được lắm, kẻ hàng này sẽ xin đức tu diễn trưởng, chí thánh một ân huệ mong ngài chỉ định tiện nhân làm chân ga cửa, để tiện nhân có thể thỉnh thoảng mang len vào thánh đường một dạy cổ lạ, đàn bà, đàn mandolin rượu ra kia, lẫn sữa quay, để ngài khỏi phung phí đời mình vào bao chuyện vô nghĩa. Lão cười ha hả và đi nhanh về liều. Tôi chạy theo, lão lặng lặng làm cá trong khi tôi kiếm củi và nhóm lò. Xúc vừa xong, chúng tôi lấy luôn thìa ăn ngay trong nồi. Không ai nói câu nào, cả hai cùng ăn ngấu nghiến. Cả ngày chúng tôi chưa có miếng nào vào bụng. Chúng tôi uống chút rượu, tinh thần phân chân lên, cuối cùng giọt ba mở miệng. Bây giờ mà thấy Bubolina xuất hiện thì vui quá xếp nhỉ. Mụ đến bây giờ thì thật là đúng lúc, những cầu chua tranh cho chúng ta điều ấy. Mụ sẽ là giọt nước làm tràn cốc. Tuy nhiên, sếp biết đây, tôi nhớ mũ qua, chết tiệt nhà mũ. Bác không hỏi tôi, ai đã ném cho bác cái khúc xương đặc biệt đó nữa à? Xa gì sếp, nó tựa như con bỏ chét trong một đồng cỏ khô thôi. Cứ gặm xương và đừng thắc mắc là ai đã ném xuống cho mình. Nó có ngon không? Còn dính tí thịt nào trên đó không? Đó mới là những câu hỏi. Còn mỗi chuyện khác thì... Đồ ăn thức uống đã hoàn thành phép màu kỳ diệu của nó. Tôi vừa nói, vừa phát vào lưng lão thân xác đối mềm đã ngu dịu Thay là phần hồn lục dân cũng ngu theo lấy cái santuri ra đi nhưng đúng lúc giọt ba đứng dậy chúng tôi nghe thấy tiếng chân nặng nề hối hả trên sỏi hai lỗ mũi đầy lông của giọt ba phập phồng dựa nhặt lên mộ lão khẽ nói ta dỗ đét vào đùi muốn đến đây rồi còn cho cai đánh hơi thấy mùi giọt ba trong không trung và mò tới đó tôi đi đây tôi đứng dậy nói tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện này tôi ra đi dạo một lát mặt ba chuột xếp ngủ ngon và đừng quên nhé sọt ba bạc đã hứa là sẽ lấy mũ đây đừng làm tôi mang tiếng nói dối sọt ba thở dài lại lấy vợ nữa ư ừ, sếp tôi ngán đến tận cổ rồi mùi xà phòng thơm gần thêm càng đám lên giọt ba tôi vợ giả tết ra đến bên ngoài tôi đã nghe thấy ngư nữ già thở hổn hển <laughs>